bác xem là những cái trạm bơm nước đây hoặc là trạm phát điện, máy phát điện. Các bác nhìn xem. Báo cáo quý vị là em cũng chả biết là đôi loa này nó thiết kế cái gì mà nó khủng ghê thế này. Đấy, nhìn như một cái trạm bơm nước. Bát em tháo luôn ra kia bát cho các bác kia rồi. Củ bát khủng nốt kia cho bác. Em mới nghe điện thoại kìa. Như một trạm mà máy bơm nó phát điện, nhìn bác thấy khủng chưa? Ôi trời ơi. Đây, trong này nó có những cái, em chưa biết nó thanh gì mà bằng đồng này này. Thanh bằng đồng, giữa đây là một cuộn. Cứ mỗi cái cục này trong giữa này nó có một cái cuộn dây đồng. Cuộn đồng này, trong này có một cuộn đồng này. Đồng dây đây, cuộn nặng, cuộn nặng có cuộn đồng. Mỗi cuộn đồng hết. Tất cả đều cuộn đồng này. Để em xem cái ngược bên này nào. Cái ngược bên này cũng có cuộn đồng. Đây này, nó có một cái cuộn đồng đây. Và nó có hai cái ốc đồng đây này, ốc này bằng đồng. Nó đè nó khóa lại. Ồ, cái này thì các bác ra tìm hiểu hộ em. Đôi loa này thì báo cáo quý vị là phải nói luôn là chưa gặp bao giờ, chưa thấy có bao giờ. Này, các dãy tụ của nó khủng, nó quá khủng luôn. Ô phà ô, tràn kín màn hình. Các bác để em zoom đẩy nó ra một tí nhé, đẩy xa ra cho các bác nhìn. Nó này, kín màn hình luôn. Đôi loa này báo cáo quý vị là em cho các bác biết đây. Về hình thức của loa, báo cáo quý vị là một đôi loa này nó nặng hơn một tạ. Nó tầm khoảng độ 5-60 cân một cái loa này đấy, không ít đâu. Đây là đôi loa gì đây? Đôi loa FMI Hutton Music Card gì đây này. In chị em không đọc được tiếng Anh đâu, các bác đọc hộ em thôi. Bởi vì là mình không được học tiếng Anh, cứ đọc bừa các bác buồn cười vỡ bụng. Bây giờ là cứ I am xin chịu. Ở đây các bác nhìn cái thông số này, các bác tìm hiểu giúp em đôi loa FMI. Em không hiểu nó khủng như thế này để nó làm cái gì. Được chưa? Chờ kháng tá vô. Và đây là cái bảng này là cái bảng để câu các đường tín hiệu vào với nhau. Ở sau cái tấm em vừa mở đây, nó câu các cầu vào với nhau này. Câu vào nhau. Cái bảng này bảng nghĩa. Đấy. Thì cái này em về em cắm, tự nhiên lại có hôm nó lại em lại thấy nó cứ chập chờn, hóa ra là đây. Hai cái cầu này là nó thông với nhau này. Vỏ ngoài với lõi này nó phải thông với nhau thì nó mới chạy sang đây chạy đây. Ai dà. Đấy, nên nhiều lúc rất là quan trọng các bác nhé. Về nhiều lúc vô tình có một con loa nào chập chờn thì các bác xoay này này. Đấy, xoay này. Nói chung là con này phải gọi là cựu trường thành đam mê. Rước con này về mà chơi. Em khẳng định là chắc là không có con thứ hai nữa ở trên cả nước này đâu. Đấy, bác nào có cho em giao lưu với để cho em học xem các bác ấy chơi kiểu gì. Đôi loa khủng như này. Khẳng định là hai người chắc chỉ bê khoảng 30 mét là dừng mà đặt xuống thôi chứ không thể bê được hơn nữa. Nói thật luôn là anh em bê vào đây rồi không muốn bê ra để quay ngoài sân nữa. Bác phải biết là nó nặng như thế nào rồi không muốn bê nữa. Đấy. Nguyên về cái bo điện này thì các bác biết rồi. Em vừa giới thiệu cho các bác là cái mạch điện nó nằm đằng sau kìa, con đằng kia, đây nằm sau khu này. Volume đây, volume tinh chỉnh cho giải tép hay giải chung nó nằm đây, hai cái volume này. Nó hai cái volume này, thấy chưa? Đấy. Khủng như thế rồi. Con này có mức giá là 39 triệu. 39 triệu. Quay sang đến đây. Thì báo cáo bác là nó to nó khủng thế nhưng mà nó lại thiết kế với lại từ ai giả. Một tay không nhấc được. Để em bẻ em bửa nhá, phải bửa này thôi chứ không thể nhấc được củ, nó quá nặng. Con này từ Anico. Con này là từ của nó là từ Anico. Chưa? Từ Anico hết ạ. Tất cả từ Anico này vẫn còn bọc đây. Còn lớp vải bọc nó dính lắm. Chưa cậy một tí nào à. Kín lắm. Đây này. Đây này. Thì em sẽ nhấc cái tí cho các bạn nhìn nhé. Ôi dù nhìn chất chưa. Này. Các bạn nhìn thấy chất chưa. Ôi thú, tại sao con này nhá. Nó bác ơi, em nhìn thấy nó lại thiết kế. Nhìn thấy cả côn đây này. Đây là đúng, các bạn nhìn thấy côn đâu. Ôi đúng côn thật. Côn nó chạy ra cả đây. Sao con này nó lạ này nhỉ.
Em chưa thấy con loa nào lạ như con này đâu. Con loa này nó lại lòi cả côn ra đây. Đây em sẽ nhấc cái tí em ơi. Xem lấy keo em dán lại này nhá. Vâng. Vì cái này nó rất quan trọng. Nó phải dán để nó bảo vệ, nó tránh bụi vào cái côn này. Đây này. Côn của nó to như thế này các bác. Đây côn ra đây luôn. Chứ em chưa nhìn thấy con loa nào từ Anico mà côn lại lòi ra kiểu này. Anh nhìn thấy chưa? Cả một cuộn côn nó lòi ra đây luôn. Này. Để em ấn này. Các nhìn này. Em phải ấn bằng loa này. Ấn bằng loa nó thò thụt này. Thấy chưa? Côn này. Côn ra tới đây luôn. Phá rồi. Mẹ đốt loa chịu. Không có con nào kiểu này. Đa số côn nó nằm thụt ở trong lâm châm. Con này côn lại nằm trơ ra ngoài này. Rất là lạ. Đấy, bác nào nghiên cứu nhá. Côn này. Nhìn chưa? Em ấn bằng loa nhìn chưa? Con này xong em sẽ nhỏ tí keo con chó vào đây, chạy hết đây để mít lại để tránh bụi vào côn này. Họ làm côn hở mà. Đấy. À, con này được thiết kế với lại à, nó nặng quá không cầm được. Con này là một bát 30 màng giấy gân vạch tầm dầu. Con chung của nó đây ạ. Con chung của nó là bát 25 cũng từ Anico. Em cũng xin phép các bác để em bóc, em khám phá ra tí. Xong phải dán keo lại nhá. Để nhìn xem con chung mình có làm như thế không. Nhẹ nhàng thôi. Mà bác nó rách mất. Con chung này bát 25. Để xem nó có dán côn kiểu đấy không. Em mới lấy con dao cái tách. Nhẹ nhàng không rách tách rồi. Phải nói phải bình tĩnh. Chú mà lại được tính như anh thì chú làm sếp anh rồi. Đồ để dùng đồ chơi cẩn thận nhẹ nhàng, phải nâng niu. Chơi cái này mình đồ nó quý chứ không phải là thích có tiền không mua nó đây đâu. Rồi em đợi, trước khi đợi con đấy em sang với lại con kèn của nó. Riêng đôi kèn này báo cáo, đôi kèn này kèn 25, riêng đôi kèn này báo cáo quý vị là khẳng định là bán tiền chục có người mua, chục triệu đôi kèn này có người mua. À, các bác nghe cái thương hiệu này. Con kèn này là thương hiệu cao cấp nhất của Nhật. Đó là con hãng Fortec. Riêng hãng Fortec mà loa toàn giải mới loa tép toàn giải của Fortec thì báo cáo quý vị là nó, cái giá trị nó quá lớn, cực kỳ cao. Tép Fortec thì nó đẳng cấp. À, các bác cứ tìm hiểu. Nhiều bác chưa biết, nhiều bác cứ tìm hiểu hãng Fortec nhé. Fortec. Riêng loa toàn giải Fortec với lại tép của Fortec thì giá trị nó cao lắm. Vì hãng loa Fortec này nó quá nổi tiếng. Nó nổi tiếng nó như kiểu là ví dụ như Anh nó nổi tiếng là Tainoi chẳng hạn, hay Mỹ nó nổi tiếng một số hãng đấy. Nó đây con này dòng này của Nhật nhưng Fortec là nổi tiếng nhất của Nhật. Riêng đôi tép kèn này, con này bên kia một con nữa mà. Riêng đôi này có thể bán tiền chục. Khẳng định luôn tiền chục. Đấy, nhẹ thôi không cần mở ra nữa, để nhìn thấy côn thôi. Thì đây, em sang đến tiếp tục con vừa giới thiệu cho con kèn này nhé. Sang đến con chung. Báo cáo các chú của bác là con chung bát 25 cũng côn lồi. Có nhìn chưa? Này. Để em đẩy cái này ra. Em đẩy em cho nó xa một chút nhé. Đẩy một chút thôi, nó không ra, đẩy nó vào. Đây. Các bác nhìn nhá, nhìn bọn em này. Các bác nhìn bọn em này. Nhìn thấy chưa? Con chung nó cũng làm thiết kế theo kiểu côn này. Hay là em ít khi bóc cái dòng từ Anico ra, nhưng mà em nhìn thấy nhiều con từ Anico nó không hở côn được, các bác nhìn côn chưa? Này. Côn vàng ươm. Được chưa? Thì các bác nha, sẽ lấy cái bông tăm này chấm một đường keo đến đây kín hết nhá, không rắn nhẹ lại nhàng lại, được chưa? Đấy, có nhìn chưa côn này. Và đấy là con bát 25, con nó chung. Con bát chính đây, con bát chính nó được thiết kế úp xuống đất, úp sàn này, úp xuống sàn. Đây con bát 40 úp đây, à bát 30 úp đây, à, lỗ thông hơi ra đây, lỗ hơi ra đây ra phía sau. À, còn con loa chung một con nằm kia, con tép kèn nằm bên kia, được chưa? Trên này là chưa khuôn đấy. Đôi này phần báo cáo các bác nó nặng lắm, nó quá nặng. Nha, đôi này hơn một tạ đôi này cơ. Mức giá của em nó là 39 triệu. Nó là xong đôi loại FMI. Ở đây, bộ máy khủng của nó đây. Các bác nào thích nghiên cứu
hàng độc. Con này thì các bác lấy về nói phét kiểu gì cũng phải có người nghe, vì chả có ai kiếm được con khác mà nói phét theo cả. Đấy, chưa? À, xong, sang đến bên đây. À, báo cáo các bác là ngày trước em hay bán lọc điện, nhưng đợt này về cái lọc điện này nó là dòng lọc điện cao cấp, nó lọc điện dùng chuyên cho nghe âm thanh. Đây là lọc điện ngày trước em bán 700 hơn 1 triệu hoặc là có những con 2 triệu đấy, nó đóng hộp sẵn đấy. Cái lọc đấy là báo cáo các bác nó là lọc của Mexico đấy, có con 700, có con thì đóng sẵn hộp để truyền tải, có ổ cắm hẳn cũng hơn 2 triệu. Những con đấy thì báo cáo quý vị là nó là lọc công nghiệp. Còn riêng dòng lọc Panamax này, Panamax MR4000 này, nó là lọc chuyên nghiệp dùng, nó là lọc chuyên dùng cho âm thanh các bạn. Mức giá 1.900.000 một chiếc, 1.900.000 một chiếc, được chưa? À, cổng cắm đằng trước thì có một cổng thôi, đây là hai chiếc, đây là hai chiếc, nhưng cổng cắm đằng sau của nó thì đây, cổng cắm đằng sau thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhé, 7 cổng đằng sau, lên đến 7 cổng liền, được chưa? Lên đến 7 cổng. Con này là 15A, điện 120V, được chưa? Đấy, có cổng lan vào và lan ra. Okay. Mức giá 1.900.000 một chiếc. À, sang đến đây, à, đó là đôi loa Electrovoy. U chào củ nặng trịch, loa Mỹ tiếp tục. À, loa Mỹ Electrovoy, loa toàn giải Electrovoy, model SP12B. Với con Electrovoy này mức giá 12.800.000 một đôi này, bát 30. Đây, Electrovoy. Bát 30, 12.800.000. Bát 30, loa toàn giải. Báo cáo các bác là đối với dòng loa toàn giải này thì bây giờ các sư phụ âm thanh chuyên hướng về nó rồi. Các bác chơi âm thanh bây giờ em thấy các sư phụ chơi âm thanh bây giờ toàn suốt ngày loa toàn giải với loa đầu trục. Xoay ghê lắm. Dòng này thì dòng Electrovoy của Mỹ. Mức giá 12.800.000 một đôi này, bát 30. Củ nặng trịch, cầm này không, đây chỉ nhấc thế này không dám nước cao, trượt tay luôn. Đấy. À đây, đọc luôn cho các bác cho chi tiết này. Electrovoy model SP12B. À, made in USA đấy, các bác nhìn nhé. Made in USA luôn. Chưa? Quý vị nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại là 0911 169961. Em trân trọng cảm ơn. Còn đối với đôi loa khủng này thì phải nói luôn là nó quá khủng. Cực kỳ khủng. Em chào các bác. Đấy, kho lúc nào cũng thế, chật kín hàng luôn các bác nhé. Không có chỗ để chứa nữa đâu, chật kín luôn.